Xin chào các bạn, nếu các bạn lần đầu tiên xem video hướng dẫn các dự án nào đó trên kênh của mình thì mà bớt chút thời gian cho mình nút like nó đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án này đó đến từ Mr. Kelo. Dự án này thì mọi người có cơ hội nhận được 6.000 token CL và giá trị tương đương là 60 USDT mọi nhé. Hình như dự án dành cho tất cả người chơi thì phải. Ok, để tham gia bán dự án này thì bấm Start cho mình, làm hoàn thành các nhiệm vụ trên Telegram, bấm Join Rod. Sau đấy follow kênh Twitter, join vào kênh Telegram cho mình này. Bấm tham gia kênh rồi tiếp tục bật quay trở lại cho mình, bấm vào register, sau đó nhập mã captcha đây nhé. Mọi người sẽ nhập vào cái hình này, kiểm tra xem chữ KR này thì mọi người nhập cái ô tô, sau đó nhập địa chỉ email của mọi người vào đây cho mình. Ok, địa chỉ ví mọi người sao chép địa chỉ ví mạng lưới BSC của mọi người ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask nhé. Tiếp theo follow kênh Twitter này cho mình. Ở đây có bài follow Twitter này. Bấm theo dõi kênh Twitter này cho mình nhé. Sau đó kéo xuống bài đăng, like và retweet là bài đăng này. Tiếp theo các bạn sao chép lại profiling kênh Twitter của mọi người gửi vào Telegram cho mình. Tiếp đến các bạn retweet là bài đăng này, retweet bài đăng này thì mọi người sẽ comment nhé, retweet và comment bài đăng này cho mình. Ở đây mọi người sẽ tag thẻ ba người bạn cũng được. Ok. Bấm tweet lại cho mình, sau đây sao chép lại cái link retweet này cho mình. Rồi, quay trở lại Telegram, gửi cái link retweet vào đây cho mình. Tiếp đến do vào kênh Discord, sau đấy gửi username kênh Discord của mọi người vào đây cho mình nhé. Bấm chấp nhận lời mời cho mình. Rồi, sau đây bấm mũi tên. Ở đây bấm hoàn thành dưới này cho mình nhé. Ok. Rồi, chat cho mình từ đây. Ok, kéo sang phải này, kiểm tra xem các bạn đã join chưa nhá. Ở đây mọi người cần phải nhập captcha này. Đúng ạ. Cần không ta? Để mình xem nào. Mình đã join vào kênh chưa? Nếu các bạn cảm thấy chưa join thì mọi người sẽ join lại kênh nhá. Mình phải tìm cái avatar mà không nhớ cái avatar này. Đâu ta? Đây này, có một cái mã nhập vào này. P. Hình như mọi người cần phải nhập mã captcha này này. Ok. Rồi. Mình đã xong rồi ạ. Arca. Captcha, bấm captcha. Mọi người cần phải bấm vào captcha, link captcha để login tài khoản này. Để nhập mã captcha nhá, verify tài khoản đấy. Bấm phê duyệt này. Ok. Rồi verify này. Tích vật tôi không là con người này. Chọn mã captcha yêu cầu này. Rồi. Đã xong vote the bot này. Ok. Vậy đã xong rồi nhá. Mình như thế là xong rồi đấy. Quay trở lại cái Discord này. Ok, đã xong.
Xem bây giờ mọi người join lại cho mình, join lại cái Discord cho mình nhá. Ok, đấy. Sau khi nhập mã captcha xong thì mọi người mới join được nhá. Rồi, quay trở lại Eros này. Bây giờ bấm tôi đã follow. Sau đó mọi người copy lại username kênh Discord của mọi người vào đây cho mình nhá. Ok. Rồi, tiếp tục các bạn follow kênh Medium và copy lại profiling kênh Medium của mọi người gửi vào đây cho mình. Bấm follow kênh Medium này. Rồi, sau đây bấm avatar ở đây. Tiếp theo là bấm vào cái username có chữ a còng đấy nhá. Sau khi bấm vào username thì mọi người lập tức sẽ có cái link ở trên này nhá. Mọi người sao chép lại profiling kênh Medium của mọi người gửi vào đây cho mình. Ok, rồi ra vào kênh liên kết trên Telegram này. Ok, đã join, bấm vào tôi đã follow. Follow, like và retweet là kênh liên kết trên Twitter cho mình. Các bạn tìm đến bài đăng của dự án trên Twitter. Đây bài đăng dự án đây nhá. Bấm like và retweet là bài đăng. Rồi, sau đó quay trở lại Telegram, bấm vào tôi đã follow. Ok, tiếp tục ra vào tất cả kênh group ở đây. Mình đã join rồi nhá. Bấm vào Don, bấm My Menu, sau đó bấm My Balance cho Suzu. Cảm ơn mọi người đã xem video. Vừa rồi mình hướng dẫn mọi người dự án Eros đến từ Mestakelo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Hẹn mọi người những video dự án tiếp theo.